Rồi chào cả nhà đến với channel của mình nha. Tiếp tục đến với bà con ở kênh Cà Lì của xã Ngọc Trúc, huyện Nhân Viên đang thu hoạch giống lúa Đài Thơm nha các bạn. Hôm bữa tới giờ mưa quá nên nước trên đồng còn khá là nhiều. Thế hôm nay bà con mình làm không có trúng lắm nha. Cái dàn lúa thì bị lép cũng khá là nhiều. Bây giờ thì nó có hiện tượng thêm cái là cháy lá, cháy gầy nha các bạn. Dữ lắm vậy. Này trung bình thì cắt bên kia thì cũng được công 12, 13 bao. Có chỗ thì cắt được 14, 15 bao. Cái đó là gọi là cao nha. Còn đa số 11, 12 bao là cũng nhiều. Như cái miếng này chắc cũng khoảng từ 15 bao trên công nha các bạn. Thì cái giá hiện tại Đài Thơm trong thời điểm này nhé, ở đây thì 6.000 một ký, căng luôn tại ruộng luôn. Cắt xong cái là anh em mình di chuyển đến cái cặp bờ kênh đó, ở dưới đó đó các bạn. Thì chỉ xíu ghe nó lại. Bây giờ mình sẽ lại đây, mình sẽ quay cho mấy bạn xem về cái bọc lúa ở đây sao nha các bạn ơi. Mưa quá nên nước nó ngập. Đây là những cái chỗ mà thấy là nó tốt nhất đó các bạn. Mình quay cho mấy bạn xem. Đây thì nó ít lép, bông cũng tương đối dài nha. Nên chỗ này là kiếm 15, 16 bao, thậm chí 17, 18 bao trên công cũng tạm ổn. Nhưng mà nó chỉ được cụm này thôi. Còn mấy cụm kia thì nó lép với lại hạt nó không có các bạn. Mấy kia nè, đó các bạn không? Nó đều leo que vậy là mấy bạn tính đi kiếm công 10 bao 11 bao là cả vấn đề. Được cái cụm này cũng đỡ nha các bạn. Trời ơi nước rồi kìa. Rồi xa xa dưới thì 2-3 chiếc đang cắt ở dưới. Con máy này là con 105. Đậu cái vỏ thành 120. Gì nè các bạn. Mấy bạn thấy nó rụng không? Đơ đơ chứ. Bà con mình làm một cái vụ lúa rất là cực. Hôm nay ai cũng than hết trơn, xăng dầu, thuốc men rồi mọi chi phí mướn nhân công. Cái gì cũng mắc hết trơn, thậm chí mướn máy cắt cũng mắc nữa các bạn. Mà cái giá lúa không lên được. Lúa bị thắt lên thắt xuống. Đang lấy bao và bắt công cắt tiếp tục nha các bạn. Đây chủ ruộng đây. Nghe nói là công còn một bên còn hai công, bên còn bốn công vậy. Cái cậu thì ở đây chờ máy cắt nhiều lúa rồi đến sang nha các bạn.
với mấy cát đang chạy song song. Này gọi là chạy đua. Hồi nãy thì con máy 70 blade đã chạy trước, con máy 105 chạy sau. Thì bây giờ mình thấy chiếc 105 đã bằng với chiếc 70 blade và có vẻ nhỉnh hơn, chạy nhanh hơn chút rồi nè. Vậy là 70 blade chạy không bằng rồi các bạn. 105 chạy quá dữ. Cũng do tài xế cũng không muốn đua. Cái này là chạy bình thường. Quá gồm hàm rộng nữa, mà gồm kiểu này anh em 70 lết cắt sao lại. Không, một cái năm chạy lên nữa. Hoàn thành cái khu vườn của mình. À, mà nó gần 2m8 rồi. Đang xả bồn để chuẩn bị qua các cho chủ khác nha các bạn. Rồi bên đây thì chiếc 70 blade đang chạy kè kè tuốt trên kia. Mới phải chè. Xem thử cái cá thôi. Một con cá lóc à. Ồ, cá lóc này cá lóc đồng nha. Ít nhiều. Ủa, ít chậm chậm không à. Rồi chạy kìa. Quá dữ. Nằm với 70 blade ở đây gồm quá gồm. Quá nữa. Đây cắt lúa lên bờ. Anh em đi kiếm ổi bẻ ăn.
đây lấy bao thêm. Trời ơi, có nè. Hỏi gì mà không bẻ.